MDLDO xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đam mê âm thanh đã cùng quay trở lại với kênh YouTube. Đây ngày hôm nay tôi dọn kho, anh em có thể thấy dọn kho xong nhá, kiếm được mấy cái đoạn dây đây, may quá, thế dây magnetoc tôi còn đúng một bộ duy nhất 2m anh em nhá, DIY đầu rắc xịn và chặn đồng cho anh em đẹp như này, đúng một bộ duy nhất tại Việt Nam anh em nhá. Sau này nếu anh em có thể tìm mua nhưng mà cũng sẽ gọi là không thể mua được cái bản nào nó đẹp như này đâu. Tôi còn một bộ duy nhất dài 2m, bộ này dài 2m anh em này, đầu rắc carbon đẹp chưa, bắp chuối carbon chặn xịn ở magnetoc này, của magnetoc hết anh em nhá, chặn xịn, dây xịn đấy, và một bộ của Đức, bộ handbag. Dây handbag này anh em biết rồi, trước tôi bán hơn 100.000 một mét thì bây giờ tôi còn một cái bộ này cũng gọi là bản độc thì nó còn lỡ cỡ, nó còn một vế là 1m7 và một vế là 2m anh em nhé. Để rẻ cho anh em bộ này làm bắp chuối này, anh em thích làm rắc khác cũng được, tôi tháo ra tôi làm rắc khác cho anh em cũng được, nhưng mà đây tôi làm một bộ tiêu chuẩn, còn đúng một bộ duy nhất thôi, để cho anh em bộ này 570.000 anh em nhé, bao ship luôn. Đấy, gọi là thanh lý vì là hai vế nó không bằng nhau, một vế 2m, hơn 2m một chút, và một vế là 1m7. Đây, dây Winback của Đức này thì anh em biết rồi, công nghệ đồng của châu Âu cho nên là cái tiếng nó rất là ngọt ngào anh em nhé. Đây cho anh em xem này, đây là handbag bản dây màu hồng Z Money. Đây handbag, đây Z Money, đây hơi khó lấy nét một chút rồi, Z Money. Dây này thật sự trước bán rất nhiều, anh không một anh em nào là chê được cái chất âm về cái độ ngọt ngào, cái độ ngọt ngào, cái độ chi tiết của cái dây này thì thực sự luôn là không anh em nào chê được. Trước tôi bán hơn 100.000 mét, anh em nào theo dõi lâu thì biết rồi, hoặc là tìm lại video ngày xưa thì biết, nhưng mà thanh lý nhá, đúng một bộ duy nhất ấy, độc đáo, đặc biệt. Một vế cọc lệch, đây vế cọc lệch, vế 1m7, vế 2m, 570.000 một bộ, full đồng rắc anh em nhá. À đây, nhặt được những cái đoạn rời của magnetoc. Một đoạn ngắn này là khoảng 1m anh em nhá, một đoạn ngắn này là 1m này. Một đoạn này là khoảng gần 1,5m anh em nhé, đoạn này gần 1,5m, đoạn này là 1m. Đây, cái kết cấu dây magnetoc nó y như dây này này, em thấy này. Đây này, cái dây magnetoc này này, nó là cái bản này này, cái bản này. Nhưng mà nó bị cộc lệch, đây tôi không hiểu sao nó có thừa đâu mấy cái đoạn như thế này. Đây, magnetoc chống nhiễu một chiều, made in USA. Cái dây, những cái đoạn này để làm gì tôi cũng thanh lý rẻ cho anh em, nhưng mà tôi sẽ không báo giá trực tiếp anh em nhé. Em nào cần để liên hệ. Cái này thì nhiều anh em về đấy, vì nó có 4 lõi bên trong. Nhiều anh em, các anh em về thì anh em có thể làm dây đi trong thùng, làm dây loa luôn cũng được nhé. Tước, trẻ cái vỏ này ra, mỗi vế đây, loa nào anh em kê gần nhá, là dùng, là cái này thành một vế rồi, là thành một bộ rồi. Đấy, mỗi loa là 2 dây. Đây cho anh em xem cái lõi nhá, máy tốc xịn. Đây bên trong rất nhiều những cái bó dây nhỏ. Đó, rất nhiều cái bó dây nhỏ nó được xoắn lại với nhau. Và mỗi lõi này khoảng một ly anh em, hơn một ly đấy. Đây. Và nó quan trọng là nó có một cái dây mạ bạc ở bên trong. Anh em xem, giờ một cái dây gọi là lõi đồng trục đấy, mạ bạc ở bên trong. Đây. Nên vì sao cái dây magnetoc này anh em thường hay gọi là đều ba giải vì như thế. Không những có chỉ đồng mà nó có hẳn một cái lõi đồng trục mạ bạc ở bên trong. Cho nên là cái chất âm nó rất là sáng. Đây tôi còn hai đoạn này, bán rẻ cho anh em, nhưng mà anh em nào muốn mua thì nhắn tin gọi điện cho tôi nhá, 0931655426. Đây, một đoạn 1m và một đoạn 1m rưỡi, để cho anh em làm dây loa hoặc là làm gì cũng được. Cái bộ này 2m full đầu rắc 1,6 triệu anh em nhé. Để giá thanh lý 1,6 triệu tất cả luôn, tất tần tật từ đầu rắc chạm, dọn kho để thanh lý nốt, bán nốt cho anh em cái bản siêu đẹp 2m, chất âm chi tiết đều ba giải, chống nhiễu một chiều, dây loa chống nhiễu một chiều, made in USA, magnetoc, bộ 2m đầu rắc chạm. Đây, bộ này Owen Black Đức,
công nghệ đồng mềm, mềm dẻo cực luôn, cực kỳ sướng, ngọt ngào, chất âm ngọt ngào chi tiết. Một vế 1m7 và một mế vế là 2m, 570.000, báo ship luôn nhá. Đấy, bán nốt cho anh em. Còn hai đoạn này lẻ thì anh em nào muốn mua về làm gì thì inbox nhá, nhắn tin gọi điện thôi nhá. Đấy, dọn kho thanh lý cho anh em. Báo giá nhanh, về còn hai bộ thôi. Cái này mỗi cái còn một bộ duy nhất anh em nhá. Em nào mua hàng thì vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi qua số điện thoại 0931655426 hoặc kết bạn qua Zalo. Còn như anh em thấy đây này, dây Hitachi thì có rất nhiều. Dây mà, đây kho đây. Một cái kho nhỏ thôi nhá. Đây, dây loa các loại tôi làm xong. Nhiều người không biết vào nhà tưởng đống nát anh em nhá, tưởng bán đống nát. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu yêu thích đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.